Quân Hoa Ngoại Thành xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem những cây hồng Sapa khi mà có những cái trận gió mùa đông bắc về sớm. Và lúc này là không khí rất là mát, những cây hoa hồng này đang bật mầm rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ bón cho nó để cho cái mùa đông này hoa nó thật nhiều và thật đẹp. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Hôm nay thì mình sẽ bón phân cho những cây hoa hồng cổ Sapa nhà mình. Thì cái phân bón mình đang dùng đây là mình dùng cái phân bón LPK Độc Châu. Cái phân này thì bón nó tan rất là nhanh các bạn, mà rất là tốt cho hoa. Nếu các bạn có phân gà hoặc là phân chuồng hoa mục nữa thì các bạn bón kèm thêm vào nữa. Bởi vì cái mùa này là cái mùa cây hoa hồng bắt đầu hồi sinh sau khi những cái tháng mùa thu, mùa hè nó lắng, nó không phát triển được. Thì cái việc chăm bón lúc này để cho nó hồi sinh lại, để cho nó ra bật nhiều mầm, thì một cái mùa hoa sắp tới là nó rất là nhiều các bạn. Nếu mình không bón mà cây mà yếu là mầm nó ít, thì sau là cái mùa hoa này là các bạn là hoa là rất là ít mà cây rất là yếu. Nên bón thì mình cứ giải ra gốc thôi, mình đừng ném sát vào gốc được. Thì mình bón xong thì mình sẽ dùng cái vòi bơm ấy, mình xịt cho nó tan cái phân ra, kết hợp với nhặt cỏ. Đây những cái chậu nhà mình nên là cỏ hơi bị nhiều, mình sẽ bón mỗi một cây một ít thôi. Thì cứ định kỳ độ 10 ngày 15 ngày 15 ngày thôi, mình bón cho một lượt. Thì trong suốt cái quá trình như mùa mát này là cây sinh trưởng phát triển rất là khỏe và cho hoa rất là nhiều. Với lại mình kết hợp cắt tỉa những cái cành già, cành tăm, những cành mà nó không phát triển được nữa thì mình cũng nên cắt bỏ đi để mình tập trung cho nó nuôi những cái cành chính, những cái mầm chính để cho cây nó ra hoa đẹp hơn. Đồng thời cái lúc này mầm non nó nhiều ấy, thì mình nên kết hợp mình xịt thuốc bọ trĩ rồi thì thuốc lấm để mình phòng cái bệnh lấm, bệnh bọ mới lại sâu hại bọ trĩ để cho cây nó phát triển. Thì bạn sẽ có một cái mùa hoa là rất là đẹp. Đây, những cây hồng này này mình trồng nó toàn trong chậu thôi, không có lúc khô quá chả tưới được. Thế bây giờ thì mùa này nhiều cây còn bị khô cả thân các bạn. Nó qua cái nắng vừa rồi nó nóng quá nên là nước mình cung cấp không đủ. Đấy, cỏ nó mọc nhiều các bạn ạ. Đất nó khô thì cây hoa hồng nhiều khi là nó sẽ bị ảnh hưởng. Hôm nay mình sẽ bón cho nó để cho nó hồi sinh lại. Chứ nếu cứ để như thế này thì là tình hình là cây phát triển rất là kém. Đây là những cây hồng đào nhà mình này. Cây này rất là to, mình trồng trên chậu này thì nó hơi bị khô nên là cây phát triển cũng không được đẹp lắm. Mình sẽ dọn hết những cái cành ở trong tán này đi. Tới đây mình sẽ tập trung nuôi những cái cành chính ở trên để cho nó ra hoa thật đẹp. Thì nếu mình cứ để như này thì cái cành nó không phát triển được ấy, nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng nên là hoa nó rất là ít mà không được đẹp. Cỏ như mình ở trong cái chậu nó nhiều nên là mình sẽ bón xong, mình tưới xong là mình sẽ nhổ. Đây, các bạn thấy không, cây hoa hồng mùa này là có tí mát một cái là nhìn nó có sự sống. Mấy cái đợt nắng vừa rồi, mùa hè vừa rồi nhìn cây hoa hồng không buồn trông các bạn ạ. Nhìn nó vàng, nó xấu rồi thì không phát triển được. Cái video của mình đến đây là hết nhé. Các bạn nếu thấy hay hãy đăng ký, bấm nút chuông thông báo ủng hộ kênh mình.